Chào các bạn, đối với những người dùng Android tại Việt Nam thì một cái tính năng rất là đặc biệt của Google đó là Google Now thì lại chưa được sử dụng. Tuy nhiên thì với mấy ngày gần đây thôi thì Google đã bắt đầu mở tính năng này tại Việt Nam với việc công khai hỗ trợ ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Và để thay đổi cái cài đặt về ngôn ngữ của máy, các bạn có thể vào ứng dụng Google vào phần setting. Ở đó có phần voice này, các bạn có thể chọn language, tức là ngôn ngữ đó, và chọn bằng tiếng Việt. Có rất nhiều ngôn ngữ và các bạn chọn đúng tiếng Việt, Việt Nam đây là, rồi ấn save là được. Thì lúc đó thì, từ lúc đó, Google Now của các bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ là hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và không biết là liệu cái Google Now này với sự hỗ trợ tiếng Việt mới mẻ như này thì nó có sử dụng được những cái câu lệnh thông thường hay không? Thì mời các bạn cùng theo dõi video này với mình. Đầu tiên, mình sẽ thử với một cái tác vụ rất là cơ bản mà các bạn thường sử dụng hàng ngày nhất với chiếc smartphone của mình, đó chính là nghe gọi. Để Google Now thực hiện câu lệnh, các bạn hãy đọc là OK Google. Sau đây mình sẽ nói là OK Google, gọi anh Nhã. Đó, sau khi mình nói xong những từ này thì cái trí thông minh của Google nó chưa thể lựa chọn được đâu là anh Nhã trong số này. Chính vì vậy mình vẫn phải lựa chọn thủ công. Tuy nhiên thì mình sẽ ấn gọi này thì máy sẽ thực hiện cuộc gọi ngay lập tức. Đây có lẽ là một cái điểm hạn chế nhỏ trong cái thời gian đầu của Google Now mới bắt đầu cho sử dụng tại Việt Nam thôi. Còn về sau khi mà nhiều người dùng sử dụng ngôn ngữ đúng hơn thì chúng ta có thể hạn chế tình trạng nhầm lẫn này. Mình sẽ thử một cái câu lệnh khác cũng quen thuộc không kém, đó chính là nhắn tin. OK Google, nhắn tin cho anh Mạnh. Đó, ở đây có hai anh Mạnh thì mình sẽ chọn một này. Thì ngay lập tức sẽ có một cái bảng pop-up hiện lên cái giao diện gửi tin nhắn. Và mình sẽ thử gửi một tin nhắn ngay từ trong Google Now. Đó, ấn gửi và chúng ta đã gửi thành công. Ngoài việc nghe gọi nhắn tin thì chúng ta cũng có thể sử dụng Google Now để mở các ứng dụng cơ bản. Ví dụ như là chụp ảnh chẳng hạn. Với những chiếc điện thoại nào không có phím cứng chụp ảnh thì các bạn có thể sử dụng Google Now để mở ứng dụng ảnh ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ thử mở camera. Đó, các bạn có thể thấy ngay lập tức thì máy đã mở cái giao diện camera của máy mà mình không cần ấn bất kỳ phím cứng nào. Với cái tính năng điều khiển bằng giọng nói này, những người mà di chuyển bằng ô tô chẳng hạn sẽ rất hữu ích và có thể dành tay để điều khiển phương tiện của mình thay vì việc phải lùi húi bấm trên chiếc điện thoại. Ngoài những cái câu lệnh thông thường đó ra, Google Now là một cái thư ký thông minh. Chính vì vậy nó có thể giải đáp rất nhiều những cái yêu cầu của các bạn. Bây giờ mình sẽ thử một câu lệnh phổ biến hơn chẳng hạn, một câu lệnh mà nhiều người dùng hàng ngày, đó chính là hỏi thời tiết như thế nào. Thời tiết Hà Nội. Đó, rất nhanh chóng thì Google đã trả lại kết quả là thời tiết Hà Nội trong ngày hôm nay. Nào, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh. Đó, vẫn là rất nhanh chóng. Ngoài những cái tính năng đó ra thì Google Now còn có thể phục vụ chúng ta rất nhiều các tác vụ thông thường hàng ngày khác. Ví dụ như là gửi email này, bật tắt các ứng dụng hay là mở những cái trang web chúng ta hay dùng. Như vậy là chỉ thông qua một vài tính năng cơ bản thôi thì chúng ta đã có thể thấy là Google Now tương thích khá là tương đối với cái hệ thống mạng ở Việt Nam cũng như là cái giọng nói của người dùng tiếng Việt. Tuy nhiên thì với một số từ bản địa hay là một số giọng hơi khó phân biệt một chút thì Google Now có vẻ như chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Hy vọng là trong thời gian tới đây, với việc có nhiều người dùng Google Now hơn thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu của Google sẽ được hoàn thiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.